Xin chào các bạn, Diều là một trò chơi được rất nhiều người yêu thích và Diều thường mang nhiều kiểu dáng khác nhau tùy theo điều kiện của từng địa phương mà những con Diều truyền thống ở chính nơi đó được hình thành và phát triển ra đời. Cảm ơn cha ông đất Việt ta, những người đi trước đã tạo ra những cánh Diều thật đẹp để chúng ta có thể học hỏi, làm theo và chơi mãi về sau này. Được nhiều bạn yêu mến và có yêu cầu chúng tôi về việc làm ra một con Diều không đuôi, nên trong video này tôi sẽ thực hiện một con Diều có kiểu dáng giống như thế. Để làm được Diều này, tôi lấy hai thanh tre bằng nhau đã được tách ra ở một đoạn tre, rồi gọt loại bỏ các mắt tre còn vướng lại ở cả hai thanh đi. Tuy nhiên, những thanh tre khi tách ra, chúng lại thường không được thẳng lắm. Tôi sẽ đi đốt một bếp lửa rồi cẩn thận tìm đến vị trí cong ở trên thanh. Sau đó, từ điểm vừa xác định được, ta sẽ hơ đều trên lửa vài giây. Khi tre nóng, chúng sẽ trở nên mềm hơn. Tôi sẽ cẩn thận nắn ở vị trí vừa hơ lửa, cho đoạn cong được thẳng ra rồi đắp nước lạnh tại đoạn này để tre không gặp hiện tượng trở lại về sau. Ở đây, hai thanh đã được tôi nắn thẳng trông như thế. Rồi lấy hai thanh vừa có được, tôi sẽ vót thành dạng hình vuông với bề dày 1,3cm và chiều dài 2m50. Tiếp theo, lấy một thanh, tôi vẽ dấu ở ngay giữa chính tâm và từ tâm này ta đo qua hai bên 12cm, rồi vót từ dấu vừa có hướng ra bên ngoài theo dạng tròn nhỏ dần về phía cuối, giống như đuôi của một con chuột. Từ điểm vót sẽ được trông như thế, nhỏ dần ra ngoài ngọn khoảng hơn 2mm. Với nửa bên còn lại của thanh, ta cũng sẽ vót tương tự giống như vậy. Để biết hai bên của thanh này có lực chịu đều bằng nhau chưa, tôi sẽ đặt một đầu thanh vào điểm cố định, rồi đẩy đầu bên của thanh vào tạo thành một đường cong giống như hình một cánh cung. Sau đó, nhìn ngắm theo đường cong ở hai bên thanh này, bạn thấy tại vị trí này ở bên phải vẫn chưa được cong bằng bên trái. Tôi sẽ làm dấu lại, dùng dao ta đặt lưỡi vào thanh ở góc 90 độ và cẩn thận cạo từ từ để loại bỏ một lớp đi. Với cách vót như thế, tre sẽ không bị lẹp và được một lực cong rất đều. Với thanh thứ hai, tôi cũng sẽ vót kích cỡ và chiều cong tương đương với thanh trước. Như vậy, ta đã có được hai thanh cánh rất cân bằng. Để làm thanh cán, tôi sẽ lấy một thanh tre khác với chiều dài 96cm, rồi vót thành dạng hình chữ nhật có bề rộng bán 1 và 1,2cm, đặt vào giữa hai thanh cánh này. Thế là xong, ta đã có đủ toàn bộ khung cho con Diều. Việc cần làm kế tiếp là nối các khung này lại với nhau. Tôi áng từ đầu trên của thanh cán xuống khoảng 10cm, rồi tạo thành một rãnh tại dấu này có dạng như hình chữ U. Ta sẽ đặt giữa tâm của thanh cánh vào rãnh vừa tạo, lấy một đoạn dây có đường kính 0,8mm. Tôi đặt một đầu dây vào vị trí như bạn đang thấy, dùng keo để giữ đầu dây này. Sau đó, ta vòng dây qua từ trên thanh cánh bên phải xuống dưới, rồi vòng qua bên dưới thanh cán tới đầu bên. Xong ta vòng dây lên trên thanh cánh bên trái và vòng dây xuống bên dưới qua thanh cán về phía thanh cánh ở bên phải. Ta sẽ quấn 5 vòng nữa như thế để ra được vòng dây xếp đều như bạn thấy. Đến đây, tôi sẽ vòng dây qua điểm nối dây giữa hai thanh khoảng 3 vòng rồi xếp mạnh tay và nhỏ keo ở điểm cuối dây. Vậy là ta đã có được một mối buộc khá chắc chắn. Tiếp theo, tôi đo từ thanh cánh vừa có xuống bên dưới 66cm. Ta sẽ tạo thành rãnh tại dấu này rồi đặt giữa tâm thanh cánh thứ hai vào rãnh và buộc tương tự như thanh đã có trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần để thanh buộc sau được thẳng song song với thanh trước. Điều này giúp cho cánh Diều sẽ được cân đối. Xong rồi, từ bên phía ngoài của một đầu cánh, ta sẽ khép hai thanh lại với nhau. Dùng dây, tôi quấn khoảng 5 vòng rồi mới thắt lại cho hai thanh được cố định. Với đầu cánh phía bên, ta cũng sẽ buộc tương tự giống như vậy. Và ở giữa cánh Diều, tôi sẽ chia đều các khoảng từ thanh cán ra bên ngoài hai thanh cánh 15cm. Dùng sợi dây có chiều dài hơn bề rộng của cánh một đoạn, ta sẽ xếp lại ở một đầu dây, rồi cẩn thận vòng dây qua, xếp chặt lại và ra được một vòng như thế. Tôi xỏ vòng dây này vào trong một thanh cánh, xếp lại cho thật chặt, rồi đưa dây này qua dấu ở thanh cánh bên, vòng dây qua khoảng 2 vòng, ta xỏ dây xiết lại cho thật chặt. Ở đây tôi đã buộc xong các dây ràng để có được một phong cánh nhìn khá vừa mắt. Sau đó ta lật mặt trước khung Diều ra phía sau để thanh cán được nằm bên trên, rồi đo từ thanh cánh trên giữa cánh Diều xuống dưới 30cm, vẽ dấu lại ở trên thanh cán và dùng một sợi dây dài ta buộc một đầu dây vào vị trí giao nhau phía bên ngoài đầu cánh và đưa dây này về dấu vừa có ở bụng Diều. Vòng qua một vòng dây, ta kéo mạnh tay để bên ngoài đầu cánh được cong hướng lên trên có chiều dài khi nửa cánh cong là 1m13, rồi đưa dây về đầu cánh còn lại ở bên, ta buộc tương tự giống như thế. Và những dây ràng ở cánh, tôi sẽ kéo lên đến sợi dây này, dùng dây chỉ để cố định tất cả chúng lại, đồng thời buộc thêm dây ràng hình chữ X ở ngay giữa cánh Diều. Nếu cánh Diều đã trông thật đều và đẹp, ta sẽ nhỏ keo lại ở tất cả các mối đã buộc cho các điểm này được chắc chắn hơn. Để may áo cho Diều này, tôi sẽ lấy một miếng vải có bề rộng đủ để phủ qua toàn bộ phía sau cánh Diều.
rồi từ vị trí giao nhau bên trên giữa cánh diều, tôi sẽ cắt vải ở hai bên vừa chạm tới mép khung và cắt tương tự như thế với vị trí giao nhau ở bên dưới. Việc làm này sẽ giúp ta ôm sát vải vào trong khung diều để khi dùng kẹp, kẹp đều xung quanh cánh diều và sẽ được thật căng như bạn thấy. Sau đó, dùng kim chỉ, tôi sẽ cẩn thận may lại ở bên mép trong cánh diều cho đến khi xong toàn bộ phần cánh này và hoàn thành được một cánh diều trông cũng khá thú vị. Để nối dây cho diều, tôi đo từ thanh cán qua hai bên thanh cánh trên 10cm, rồi thành lỗ thông qua ở hai vị trí đã đánh dấu. Dùng sợi dây có đường kính 1,5mm, ta sẽ cắt lấy một đoạn dài gấp 3 lần qua hai lỗ đã tạo được trước đó, rồi hơ đầu dây qua bật lửa để chúng được gọn lại. Tiếp theo, tôi xỏ một đầu dây qua lỗ và buộc lại một nút ở đầu dây này, rồi quấn một vòng qua dây bên, ta thắt lại theo dạng một thòng lọng. Việc này giúp ta có thể di chuyển qua lại. Tôi sẽ siết lại cho chặt và buộc dây phía bên vào lỗ kế tiếp để có một lèo trên như thế. Kế đến, lấy một đoạn dây khác, dây này sẽ có chiều dài bằng gấp 3 lần của bung diều. Tôi xếp lại ở một đầu dây, rồi vòng dây qua, ta sẽ thắt lại tại vị trí này và có được một vòng nhỏ như thế. Xỏ vòng dây vừa có được qua dây lèo trên, tôi điều chỉnh dây này vào chính giữa rồi siết mạnh tay để dây được cố định. Nếu muốn di chuyển dây này qua bên trái hoặc bên phải, ta chỉ cần cầm ở hai bên dây, kéo thật mạnh tay, vị trí siết dây sẽ mở và rất dễ dàng di chuyển dây về bên mà ta muốn. Với đầu dây còn lại của lèo giữa, tôi cũng sẽ thắt một nút ở đầu, rồi tại vị trí thanh cán bên dưới của cánh diều, tôi vòng dây qua thanh này và buộc dây giống như một thòng lọng, siết chặt lại tại đó. Như vậy, chúng ta đã có được dây lèo trên với dây lèo giữa. Giờ tôi sẽ dùng thêm một đoạn dây ngắn nữa, buộc thành vòng ở một đầu dây, rồi xỏ vòng qua dây lèo ở giữa. Ta siết dây lại sao cho từ điểm vừa siết. Khi khép hai dây lèo giữa, kéo xuống bồng diều, bạn sẽ thấy chúng được giao nhau tại vị trí dây kéo của cánh diều. Với đầu dây còn lại của dây vừa buộc, tôi sẽ buộc nó vào một đoạn cây ngắn. Vậy là xong, chúng tôi có thể đem diều ra ngoài đồng. Ngoài đồng, bây giờ trời cũng đã gần tối, nhưng có gió về làm chúng tôi cảm thấy rất hào hứng. Tôi nối dây vào diều rồi để bạn kia cầm diều đi ra xa. Khi tới một khoảng cách có thể thả được, bạn ấy và tôi sẽ giữ dây thật căng. Chờ một luồng gió mạnh thổi đến, bạn kia sẽ phóng diều đi, còn tôi cầm dây kéo vội cho diều được bay lên. Bạn thấy, diều có xu hướng nghiêng về bên phải. Nếu gặp gió lớn, có thể diều sẽ rơi về bên phía đó. Tôi sẽ kéo diều xuống, rồi tại vị trí lèo trên, ta sẽ cầm tay vào dây này, kéo căng ra để mở nút thắt và kéo về bên phải khoảng 1cm. Bây giờ, chúng tôi sẽ thử lại xem sao. Bạn thấy, con diều đã được cân bằng và bay ổn định trong gió, nhìn cũng khá hay. Giờ thì tôi đã có thể thả thêm chút dây nữa cho con diều được bay thật cao và cùng nhau ngắm nhìn một cánh diều đang bay lơ lửng trên bầu trời bên cạnh một ánh trăng non đang lên trên đỉnh đầu. Khi trời chuyển tối tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, làm chúng tôi cứ thích ngắm nhìn mãi theo như thế.